một. À, phục vụ điện thoại ngon bổ rẻ, xin chào anh em nhé. À, đây là chiếc tai nghe Bose Pro mà mình đang dùng này. Và hiện giờ thì mình đang thấy là có một số anh em là phản ánh là cái tai nghe Bose Pro này là nó bị báo pin ảo. Thì mình xin là đính chính các bạn là không phải nó báo pin ảo đâu, mà do chúng ta là sử dụng iPhone thì chúng ta để sử dụng tai nghe Bose Pro này nó hoàn thiện nhất thì là chúng ta nên là nâng cấp cái phiên bản iOS của nó lên là 13.3 thì nó sẽ khắc phục cái lỗi tình trạng pin ngay ở con này. Và tai nghe Bose này thì khi anh em dùng này, có cái hai cái cảm biến ở đây, hai cảm biến màu đen đây anh em nhá. Anh em nhét này, phải nhét kịch vào tận trong tai này để cái tai mình che vào cảm biến đen đi. Nếu chúng ta nhét hờ như này thì là nó sẽ là bị dừng tai nghe hoặc là bỗng nhiên là nó bị ngắt nhạc, bởi vì là cái cảm biến này thì chúng ta đang để chế độ là tự động phát hiện tai nghe. Khi là cái có sự va chạm này hở ra này nó sẽ chưa phát hiện được tai nghe nên là nó sẽ kết nối cho chúng ta là nó sẽ là bị tạm dừng. Và ngoài ra là cái tai nghe này thì cửa hàng thì đang bán 2,5 triệu thì bây giờ cửa hàng đang giảm giá xuống là còn 2,2 triệu, được bảo hành cho anh em 1 đổi 1 trong vòng 18 tháng. Tai nghe con này thì anh em có thể là vào chế độ cài đặt, chúng ta có thể cài đặt full chức năng của con tai nghe này, có thể là tích vị này, đổi tên này và phát âm thanh. Và tai nghe AirPods Pro AirPods 2 Hồng Kông 1,8 triệu bên cửa hàng đang giảm giá còn 1,5 triệu và phun chức năng luôn, định vị đổi tên và phát âm thanh. Còn khi anh em dùng thì riêng con Pro này đặc biệt là chúng ta sử dụng là chúng ta sẽ phải làm lên phiên bản iOS 13.3. Nếu ở dưới iOS 12 hoặc là 13.2, 13.1 thì nó sẽ là báo pin ảo thì pin sẽ không phải chính xác. Và ngoài ra thì vẫn còn tai nghe AirPods Mini. Đây là tai nghe Bose Mini ở cửa hàng mình là đang bán là 3,5 triệu này. Tai nghe này là 3,5 triệu, cửa hàng mình bảo hành trong vòng 3 tháng lỗi đổi thoải mái. Khi anh em sử dụng tai nghe này thì nó hỗ trợ cho chúng ta hết cả cảm biến, hỗ trợ hết chúng ta về cái cảm biến cuộc gọi, như nghe như cuộc gọi. Khi anh em kết nối tai nghe này thì hai tai này đang có hai đèn màu xanh thì chúng ta phải dừng lại, chúng ta chưa kết nối, cái nào còn một đèn này chúng ta kết nối này. Khi chúng ta kết nối thành công xong thì nó không còn hiện đèn nữa, nên anh em yên tâm nhé. Tai nghe này thì cửa hàng bán là 3,5 triệu, có đủ cho tất cả các cửa hàng của mình, báo pin đầy đủ cho nhé. Và tai nghe này thì là khi có ai còn điện đến thì các bạn gửi nhận cuộc gọi của nó, 1 trạm, 2 trạm chúng ta vẫn sử dụng được chức năng của nó. Và con này thì là khi nghe nó có nhạc ở đâu, tưởng tai nghe có nhạc. Anh em mua hàng thì có một bộ phụ kiện phạm con của rẻ, và ngoài ra nó mới sẽ đến với phụ kiện con của rẻ giảm giá tất cả ốp lưng trong cửa hàng 20%. Anh em đều mua hàng ủng hộ anh em nhé.